Hello quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ tư ngày 11 tới tháng 10 năm 2023. Chúc quý vị một ngày thứ tư an lành, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Trở lại phần tin tức buổi sáng ở Mỹ ngày hôm nay, tôi xin phép được chia sẻ và cập nhật những cái thông tin nóng nhất, mới nhất về tình hình của nước Mỹ, về cuộc sống của người dân Mỹ và những sự kiện diễn biến nóng bỏng nó đang xảy ra, bao gồm những nội dung sau đây: xung đột tăng nhiệt, rầm rộ hàng trăm ngàn lính Israel áp sát bao dây Liban, vì sao, tại sao? Nội dung thứ hai: chú Bảy ơi, chú Bảy à, ồ ạt, công dân Mỹ bị Hamas bắt cóc đang cầu cứu chú Bảy. Chú Bảy sẽ làm gì đây để giải cứu công dân Mỹ? Nội dung thứ ba liên quan tới tòa lãnh sự của ông Tập ở California, San Francisco bị banh sát. Vì sao banh sát? Ai làm banh sát? Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ sau đây, mời quý vị theo dõi. Cũng như thường lệ, nếu thấy thông tin hay, please bấm nút chia sẻ để bà con chung quanh chúng ta cùng nhau cập nhật. Đó cũng là cái cách mình chia sẻ với cộng đồng người Việt Nam ở khắp năm châu bốn biển. Và đừng quên ủng hộ Tony bằng cách là bấm nút đăng ký, bấm nút like và viết vài chữ bình luận để chia sẻ kiến của quý vị đến với tất cả mọi người. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất liên quan tới tòa lãnh sự của Trung Cộng ở tại thành phố San Francisco, California. Vào ngày hôm qua, tại thành phố San Francisco, California, một chiếc xe hơi, đăng lý xe hơi thì phải chạy trên đường đúng không? Không, chạy trên đường là bình thường. Nó ủi thẳng vô tòa lãnh sự của Trung Cộng ở California. Nó làm cho một cái cảnh tượng hỗn loạn, banh sát, banh xà rong diễn ra. Và sau đó một cái cuộc đấu súng giữa cảnh sát thành phố San Francisco và cái người lái xe, y hệt như trong phim Xã Hội Đen mà chúng ta thường hay thấy. Hai bên đấu súng rầm rộ. Và cái người tài xế này sau một thời gian khoảng 15 phút bắn ra biết bao nhiêu viên đạn, và bên phía cảnh sát San Francisco cũng bắn ra biết bao nhiêu viên đạn, thì cuối cùng người tài xế này đã trúng một viên và đã tử vong chết ngay tại trong xe của mình. Thì sau khi mà cảnh sát được cuộc gọi 911 và họ đã ồ ạt đến cái tòa lãnh sự này, và sau đó họ đã bắt đầu tiến hành một cái cuộc đấu súng. Thì hiện tại bây giờ thì cảnh sát cho biết là họ đang điều tra hung thủ này là ai, lý do gì mà lại ủi banh sát văn phòng của Trung Cộng tại thành phố San Francisco. Thì quý vị biết rồi, có thể đây là một người Trung Cộng, à có thể họ bất mãn vì chính quyền của ông Tập hay sao đó, nói nôm na là như vậy, cho nên họ ủi banh sát cái văn phòng của ông Tập. Rồi đó là cái nội dung thứ nhất. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai, nó liên quan tới cái chuyện cuộc xung đột tăng nhiệt từng giây, từng phút, từng giờ tại Trung Đông giữa Do Thái và Palestine. Thì sau khi mà cái tụi Hamas nó bất thình lình nó tấn công ba hướng, từ trên không, từ đường biển, từ đường bộ, ồ ạt vào đất nước Israel, và 5.000 quả tên lửa nó đã ồ ạt dội vào, thì đùng một cái thủ tướng Israel tuyên bố chiến tranh và đã trả đũa cực gắt trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua. Hàng ngàn tên lửa của Israel đã dội vào cái dải Gaza, làm cho nguyên cái dải Gaza, những cái tòa building nó thành binh địa, tức là những cái tòa nhà mà mấy chục tầng đó quý vị. Chúng tên lửa của Israel nó thành binh địa, ok rồi, chưa hết đâu quý vị. Và hiện tại bây giờ thì thủ tướng Israel, bộ trưởng quốc phòng Israel đã điều thêm hàng trăm ngàn binh sĩ đến biên giới với Liban giữa lúc xung đột có nguy cơ lan rộng ra. Và bây giờ thì dải Gaza đang bị hàng chục, hàng trăm ngàn lính Israel bao vây và áp sát gây cấn rồi quý vị nhé. Thì bên cạnh đó thì hiện tại bây giờ chúng tôi đã bổ sung thêm hàng chục ngàn binh lính dọc biên giới, bao gồm quân dự bị cũng như các đơn vị chính quy, để đề phòng một cái cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng Hamas nữa. Đó là những gì mà người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel, Trung tá Jonathan Kenricket cho biết vào ngày hôm qua. Bên cạnh đó thì chúng tôi đã đặc biệt kêu gọi cái tụi Hamas suy nghĩ kỹ trước khi hành động, hay là trước khi
mà lên kế hoạch tấn công chúng tôi một lần nữa. Tại vì sao? Thủ tướng Israel đã tuyên bố sẽ xóa sổ cái tụi Hamas kỳ này. Tụi Hamas này là cái tụi mà nó được tụi Iran huấn luyện dạy dỗ để đi khủng bố vòng quanh cái vùng Trung Đông đó quý vị nha. Bên cạnh đó thì Mỹ cũng đã điều động máy bay ném bom F-16, F-35, F tùm lum F và cả luôn chiến hạm hàng không mẫu hạm ồ ạt tiến vào cái vùng biển địa Trung Hải để làm gì? Để hỗ trợ và để sẵn sàng để cùng với đồng minh Israel pháo kích phía bên kia. Rồi đó là cái nội dung thứ hai. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ ba, nó liên quan tới hàng ngàn công dân Mỹ đang cầu cứu Tổng thống Mỹ Joe Biden. Và không biết Tổng thống Mỹ của chúng ta sẽ giải quyết cách nào đây, ok? Thì sau khi mà cái tụi Hamas nó tấn công bất ngờ và nó đã đi vào bên trong lãnh thổ Israel, nó bắt cóc người dân Israel và trong đó có cả luôn công dân Mỹ đang làm việc, đang sinh sống ở đây hay là đang du lịch gì đó. Nói nôm na là rất là nhiều công dân Mỹ bị bắt, ok? Rồi, hiện tại bây giờ thì người thân của những người bị bắt này đang kêu gọi, đang cầu cứu Tổng thống Mỹ Joe Biden là giải cứu những người bị tụi Hamas bắt cóc đi. Và không biết là chú Bảy sẽ giải quyết bằng cách nào đây. Bây giờ cái tụi Hamas nó bắt cóc, nó đem đi, nó giấu chỗ nào không ai biết. Thì vào ngày hôm qua, cách đây 12 tiếng, cái tụi Hamas nó đã lên đài truyền hình ở bên Israel và nó tuyên bố như thế này: ê tụi Israel, tụi bay mà bao vây tao và tàn sát tao và xóa sổ tao, tao sẽ giết hết những con tin. Ok, đó là những gì mà cái tụi Hamas nó cảnh báo vào buổi tối ngày hôm qua. Nó nói mày mà cứ quánh tao mà dồn tao bước đường cùng là tao giết hết những cái con tin này. Thì trong đó có con tin của người Israel và cả luôn công dân Mỹ. Ok, và hiện tại bây giờ thì sao? Rầm rộ người thân của những người bị bắt cóc bên Mỹ này, người ta đang yêu cầu chú Bảy, kêu gọi chú Bảy là cứu công dân Mỹ. Nhưng không biết ông Bảy ông sẽ cứu bằng cách nào đây quý vị ơi. Nếu ai biết cách để giải cứu những con tin này thì bình luận bên dưới nha, để Tony Lê chuyển lời tới Tổng thống Mỹ Joe Biden. Chứ thật sự thì theo như Tony Lê suy nghĩ thì chú Bảy của chúng ta sẽ không có cách cứu đâu quý vị. Chú Bảy của chúng ta sẽ không biết làm gì đâu. Hàng ngàn công dân Mỹ đang sống chết đường tờ kẻ tóc. Rồi sau giờ phút nhanh gọi là buổi sáng ngày thứ tư, tôi này cập nhật và chia sẻ những cái thông tin liên quan tới tình hình chiến sự tại Trung Đông. Thì tôi cảm ơn quý vị rất nhiều đã bỏ ra thời gian buổi báo để xem cái video này. Nếu thấy thông tin nó hay, please đừng ngần ngại, mạnh dạn bấm nút chia sẻ để bà con cùng nhau xem. Và một lần nữa tôi đi xin nhấn mạnh, đó cũng là cái cách mình chia sẻ với cộng đồng người Việt ở khắp năm châu bốn biển. Và cũng đừng ngần ngại ủng hộ tinh thần cho Tony bằng cách là bấm nút đăng ký, bấm nút like, viết vài chữ bình luận để Tony có động lực và tinh thần làm nhiều video mới nữa để chia sẻ đến với bà con, cô, chú, bác hàng ngày những cái thông tin mình nó gọi là thực tế, thiết thực trong cuộc sống về tình hình thế giới, tình hình nước Mỹ, cuộc sống ở Mỹ, nền kinh tế, công ăn việc làm, đô la, dân dân và dân dân quý vị nha. Have a good day. Thank you.